Xin chào các bạn trở lại với nhóm review. Hôm nay nhóm xin giới thiệu về một thiết bị điều khiển qua wifi nữa. Đây, trên tay mình là một bộ điều khiển wifi một relay. Thì bộ này đặc điểm khác với các bộ trước mình giới thiệu là mình có thể tự viết chương trình và nạp cho con ESP8266 này. Đây, chân nạp của nó đây. Mình nạp qua USB to com đây. Và điểm đặc biệt nữa là ở trên cái bộ điều khiển này, nhà sản xuất đã đưa ra một cái chân, một chân là đóng ngắt le này, gồm có đây, chân là C là chân thứ nhất, chân com này, chân thứ ba là chân NO. Chân này là chân ra ở chân thứ tư này, đây này, chân này thì là 1, 2, 3, 4 pin thứ 4 của ESP8266. Và chân này, đây chân này là chân đi qua opto, chân đầu ra của opto, và chân cuối là chân GND cho opto. Module này sử dụng nguồn từ 5 đến 28V thì mình khuyến cáo là các bạn nên sử dụng từ 5 đến 24V sẽ ổn định hơn và thiết bị sẽ dùng bền hơn. Thì ở đây mình đã viết code cho nó đóng ngắt relay. Đây, thì code của mình đây, các bạn có thể tham khảo trên mạng hoặc là liên hệ với mình. Đây, cái thư viện của ESP8266. Đây là đặt tên cho cái tên wifi mà mình sẽ phát ra, mật khẩu. Ở dưới này là các cái trạng thái mà mình viết. Đây, hiện tại là mình đang viết code là điều khiển qua mạng, tức là mình sẽ truy cập một cái web để điều khiển ngắt relay. Đây là mình viết giao diện cho web này, các bạn có thể tùy biến theo cái sự sáng tạo của các bạn. Đây, thì trước tiên là mình phải nạp chương trình, thì mình sẽ cắm thì để nạp cho chương trình thì các bạn sẽ kết nối chân RXTX và GND của USB to COM với lại bộ điều khiển đây. Và các bạn lưu ý là để làm được chương trình thì mình phải cắm cái dăm chốt này vào chân bot này rồi. Sau khi nạp chương trình xong và muốn sử dụng chạy cái chương trình đó thì mình đầu tiên là phải rút nguồn và rút cái dăm chốt này ra thì chương trình mới chạy được. Thì bây giờ mình sẽ chạy thử cái chương trình mà mình đã viết. Đây, đầu tiên là mình sẽ cấp nguồn. Ở đây mình sử dụng nguồn 12V. Thì ở trên mạch này có cái phần bảo vệ rồi, mà có bảo vệ quá áp và quá dòng và ngược dòng. Thì, nhưng mà các bạn vẫn phải chú ý là cắm đúng đúng chiều. Đây, dương này, âm. Thì khi cắm vào thì led ở đây sẽ hiển thị. Đây là code mình đã viết ra trên này là sao. Ở trên ở trong thư viện là mình viết là sử dụng cái mã IP này để truy cập mạng, để truy cập vào cái web này. Thì đầu tiên mình phải kết nối với wifi của thiết bị phát ra. Đây, và sau khi kết nối này thành công, bây giờ mình sẽ sử dụng cái IP ở trong thư viện này để truy cập vào web điều khiển. Bật lên cái thì code ở mình viết thì hai cái chân này nó sẽ đảo trạng thái cho nhau, tức là khi mà led này bật thì led này tắt, khi led này bật thì led này tắt, và đồng thời relay đóng ngắt theo cái chương trình của mình viết. Thì bây giờ mình sẽ thử trên điện thoại. Ok, nối wifi. Bây giờ mình sẽ sử dụng điện thoại này. Đây, cái cầu cũng tương tự.
Ok. Mình cũng sử dụng cái địa chỉ IP đó. Thì cái chương trình này mình viết bật tắt rồi leo lại hai cái đèn thôi, các bạn có thể phát triển thêm tùy vào cái khả năng của các bạn đó. Thì video của mình đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã xem video.